Vâng, chào các bác cô chú anh chị. Hôm nay làm cái quê thì các bác đấy, làm cái quê mà già chưa xác định được tuổi đây này. Chân bệ tay cành rất là sạch sẽ. Tùm sau cái đợt mưa tùm luôn các bác. Các bác nhìn. Hôm nay mới làm nó đấy, mới hôm trước ướt quá. Ướt quá. Thực tế mà đất ướt hoặc là mưa thì làm dăm riếc dính kinh lắm các bác. Đấy, cũng không tốt đâu. Mưa mà ra lá non thì thực tế là mát nhưng mà hay bị sâu bệnh. Đấy. Ok, thì hôm nay cây này phải vặt lá rồi các bác. Bởi dăm nó khá là đang lộn nhộn rồi. Bây giờ vặt lá là định hình lại. Xong rồi các bác xem cái đường chạy xương và dăm nó như nào các bác nhé. Cây xanh quê dáng trực làng, rất già. Chắc cao độ 40 phân. 40 phân là lên đến hết ngọn này các bác nhé. Mọi chuyến thôi.
các bác đã vặt xong lá nhá, bác nhá. Đấy. Và các bác nhìn thấy lộ cái thân của nó rất là sáng luôn. Rất sáng, già đanh lên các bác, già đanh. Các bác nhìn này, nhìn phát hiện ra nó già là chỗ này. Cái màu bệ với màu già này, màu thân của nó quyện vào nhau và nó u cục, nó u nổi cục, nổi mụn, nó sạch này. Chúng nó rất là già. Dằm giết cục kịch, dằm rất là dày, rất là mập. Cây này dằm đẹp. Đấy, thế và chia sẻ với các bác thêm một số cái cách để lấy vách xuống các bác nhé. Lấy vách từ những cái chì xuống là các bác nuôi tay cảnh này thật tốt, xung xuê các bác nhé. Đấy, thì đến mùa mưa là sẽ buông hết xuống như vừa rồi ấy. Chứ các bác mà vặt lá liên tục là nó không có đâu. Đây là rễ gió mà. Vặt lá liên tục nó không có điểm nương tựa. Gió là nó khô mà. Đấy. Thì cứ để ung tùm thì dễ gió sẽ xuống, lấy được vách rất là nhiều. Đây, những cái điểm này lấy được những cái vách rất là đẹp. Bên này cũng thế. Đấy. Còn những cái bẩn bẩn ở trên thì vặt hết đi cho đỡ bỏ răm các bác nhá. Vì để nhiều những cái bẩn bẩn ở trên này nó sẽ bỏ răm. Khi mà gió đu đưa nó khô, nó làm khô, vô tình làm khô luôn cả cái đầu răm. Đấy. Thì cây này dầm rất mập. Ok. Rồi, bây giờ tỉa dầm các bác nhá. Tỉa dầm. Đấy, như cây mùa đông luôn. Dầm rất dày. Rất dày, sáng, khỏe. Các bác nhìn. Cổ lão. Quá già cái này.
đấy, quá đẹp, tuyệt vời. Xin thưa với các bác, nó đây. Đấy, dầm làm sướng lắm các bác ơi, quá sướng luôn. Dầm dầm nó dày, nó mập, quá sướng. Đây, cái chậu này trồng, cái cây này trồng hơi bị lệch mặt. Đây, đây mới là mặt chính. Mặt chậu là như này nhá các bác nhá. Nhưng mà mặt này mới là mặt trời, chơi chính. Chơi như này thì không phải sửa tay, sửa thiếc gì cả. Trời ơi, các bác ơi, nhìn cái dòng của nó. Cái dòng của nó chỉ một lần nữa thôi là kinh điển. Rụt dịch cục kịch, dày sóng. Tôi xếp từng tí một rồi. Xếp dòng nó từng tí một rồi. Cái này mà có cái phông thì các bác nhìn thì chết người luôn. Đấy, các bác nhìn. Kinh điển, quá kinh điển. Nhiều cảm xúc quá các bạn. Các bạn nhìn này, nó quý ở chỗ là nó già này, nó già từ thân lên, nó đầu nổi sạch, già già đến tận đầu răng, tận đầu răng, đầu chi đầu răng. Nhìn ít lắm các bác, nhìn này, nó sạch mà nó khỏe các bác nhé. Đây này, cục kịch mà nó không có bị đầu to. Tôi sửa hết những đầu to ngày xưa đây, tôi sửa hết những đầu to đấy, không còn đầu to nữa. Tí nó gỡ cho này ra một tí đấy, là đẹp. Các bạn nhìn nó sướng tê người, sướng sướng tê người luôn. Đấy, kinh khủng, quá kinh khủng. Đây mặt sau các bác nhé. Cây này nó thấp chứ không cao đâu các bác. Các bác nhìn qua ảnh có vẻ nó cao đấy. Thấp mà. Hoàn thiện chắc cỡ 40 phân. Đẹp quá các bạn. Dăm trước tôi làm rụt rịt, tôi bỏ đi nhiều. Đấy, chỉnh lại cái bộ dăm của nó rồi gọn gàng. Lúc có lá thì bác khó nhìn. Dăm chia những cái tròn bông, tròn bông, tròn bông, tròn bông. Ba D đấy các bạn, dăm 3D đấy. Chiều nào nhìn đẹp. Bác nhìn từ dưới lên cà phê này. Quên cho các bác một kiểu từ dưới lên. Đấy, đỉnh cao của chơi bây giờ là chơi đường chạy đến tận chi răm, từ gốc đường chạy đến tận từng chi từng răm. Đấy, chứ không phải là có lá. Cái này có lá đẹp mà không có lá đẹp, chứ không phải bây giờ các bố làm lùm nhà lùm nhồm có lá thì không nhìn thấy gì. Thì đấy không phải là cái đẳng cấp đó. Đấy, kinh điển, quá kinh điển. Các bác nhìn cái góc này, sợ sợ, nó già đến tận đừng cái đầu ấy luôn. Nó là cây rất quý đấy. Cái chậu này thì không đẹp, cây quý. Ok, cảm ơn các bác. 2 giờ sáng, 2 giờ sáng. Hẹn gặp lại các bác ở những siêu phẩm tiếp theo nhé. Rất đẹp, cây này các bác chiêm ngưỡng đến tôi uống nước ngắm cây này không bao giờ chán. Mặc dù nó còn một số lỗi lầm cái tay này, nhưng mà nó là cái chuyện nhỏ, đẩy phát ra là được. Chúc các bác ngủ ngon.